Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Mắt Coi. Thì để tham gia dự án này các bạn click xuống link mô tả dưới video của mình mở tài khoản Start Chatbot nha bạn. Rồi các bạn click Share để đi tiếp. 8NF5Z thì chatbot nha bạn. Rồi các bạn bấm Continue, mình get được 8 triệu token có ký hiệu là MXKC. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join Win Group này. Chết bài rồi, trên Win Group của anh join sao các bạn. Rồi bạn mất up lên rồi. Tiếp tục follow tờ Twitter và tờ Win. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó các bạn like này. Submit link request. Rồi các bạn tờ Win luôn đi các bạn. Các bạn có thể chích dẫn tờ quýt hoặc là có thể tờ quýt nha mà. Rồi tờ quýt đây nè. Rồi bắt up lên nè. Tiếp tục follow minimum nè. Tàu quá. Trên minimum thì bạn follow nữa các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục son reddit community nè. Rồi trên cái deck thì bạn xin community nha bạn. Bạn like cho nó cái luôn đi các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn bấm vào submit detail. Nó có son nguyên group không thì bạn kiểm tra, các bạn nó son rồi bấm done. Tiếp tục submit blog file tại Twitter mình nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter mình ra chứ. Trên tờ Twitter nhấp vào Anamata, nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp vào bạn cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn, gửi lên support. Sau đó submit đường link profile minimum thì các bạn nhấp vào minimum nè các bạn. Trên minimum thì các bạn nhấp vào ảnh avatar mình nè, ảnh đen đen nè các bạn. Minimum lock luôn các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar mình cái nữa nha các bạn. Rồi nhấp vào ảnh ta mình cái nữa nè. Rồi các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên chatbot nè. Đâu có tiền người ta. Rồi bạn gửi lên chatbot nè. Tới submit đường link profile link get it thì bạn nhấp vào get it. Rồi trên cái disk thì các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè các bạn. Các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè. Rồi nhấp vào ba cạnh cùng nè. Rồi bạn sao chép liên kết disk mình nha các bạn. Rồi lên chatbot. Sau đó các bạn gửi địa chỉ BNB sang machine bet20 trên giấy chocolate của các bạn. Khá là đơn giản các bạn. Giữ chatbot. Sau đó bấm vào cơm lách. Rồi bấm balance nè. Ok, mình đã nhận được 8 triệu token MXKC nè. Bằng gì liên kết chia sẻ trong ngày người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video mình đã đang mới thúc mình. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.